Hội nghị thượng đỉnh Liên Âu chưa có quyết định đối với các nhân vật giữ những chức cao ủy quan trọng, tin từ Brussels. Các nhà lãnh đạo 28 nước Liên Âu họp thượng đỉnh trong ngày hôm qua tại Brussels đã không thể chỉ định những người giữ các chức vụ cao ủy quan trọng. Các nhà ngoại giao cho biết cuộc họp đã thất bại sau khi việc chỉ định Ngoại trưởng Ý Federica Mogherini giữ chức cao ủy ngoại giao bị các nước Trung Âu và Đông Âu chống đối. Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt, 47 tuổi, được rộng rãi ủng hộ làm chủ tịch Hội đồng Âu Châu, nhưng Pháp phản đối vì Đan Mạch không phải là quốc gia dùng đồng euro. Thủ tướng Thorning nói rằng bà ta không phải là một ứng cử viên. Các nhà ngoại giao nói rằng lời tuyên bố này chỉ nhằm bảo đảm không gây ảnh hưởng bất lợi trong nước nếu sự chỉ định đối với bà ta thất bại.